Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Trường Ninh Tướng Quân của tác giả Bồng Lai Khách. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 6. Tam Hoàng Thúc, chẳng phải ngài thảm rồi ư? Không có động tĩnh. Thúc Thần Huy liếc qua con đường thông ra ngoài kinh các, rất nhanh, như nhận ra điều gì, sắc hung ác vừa lộ ra trong mắt biến mất, quét mắt về cửa sổ phía nam. Còn nấp gì nữa, ra đi, y lại nói, lời vừa dứt, có tiếng sột soạt, phía dưới cửa sổ phía nam, một cái đầu chui ra đáp lại, là một thiếu niên cao gầy, đầu đội tiểu quan, ăn mặc như tiểu hầu trong cung, nét mặt nhìn rất tuấn tú, chỉ là chưa hoàn toàn nảy nở, bên môi vẫn còn lớp lông tơ nhàn nhạt, nhạt, lộ ra mấy phần ngây thơ chưa biến mất. Tam Hoàng Thúc Cậu xông ra làm mặt quỷ với Thúc Thận Huy Mới lẻn vào còn chưa kịp ngồi đã bị ngài biết, không thú vị, sao ngài đoán được là ta? nét mặt cậu lộ vẻ hơi không cam lòng. Thúc Thận Huy không trả lời, chỉ lập tức đứng dậy nginh đón, miệng gọi bệ hạ, hành lễ với thiếu niên. Thiếu niên vội bước nhanh đến, đưa tay cản y, trong miệng oán trách. Tam Hoàng Thúc, ta nói bao nhiêu lần rồi, sau lưng người ta này không cần dùng mấy nghi thức xã giao này. Thúc Thận Huy dừng lại, mỉm cười. Giản lễ bất khả lực sao, là đạo làm quân thần. Sao hành lễ có đơn giản đi nhưng không thể bỏ. Mấy thân vệ thiếp thân phụ trách thiếu đế hôm nay xuất hành cũng hiện thân xa xa ngoài cửa góc rẽ cuối đường, quỳ xuống, thần sắc sợ hãi. Thiếu niên này chính là vị đương kim thiếu đế thúc tiền tuổi vừa mới 13, mấy tháng nữa, đến sang năm sẽ 14 tuổi, nhưng vì lớn sớm, hiện giờ dáng vẻ nhìn như 15-16. Chỉ là do cậu ăn mặc thế này, châu quan trên đỉnh mũ rũ xuống và lớp y phục dày trên người nên chẳng thấy. Y dò xét y phục của thiếu đế, cũng chẳng lộ vẻ kinh ngạc nào thiếu đế thay y quét mắt khắp người mình không đợi hỏi lập tức thẳng thắn trước vừa nãy mãi không thấy ngài về cùng ta không muốn cứ vậy mà về ta bảo người bên cạnh cởi y phục ra thay trong xe tìm một cơ hội xuống xe trở về tìm thuốc tam hoàng thúc ngài ở lại đây làm gì thế thúc thần huy nhìn cậu như cười như không cứ cho là xa giá thái hậu đi trước không phát hiện đằng sau nhiều đại thần đi theo vậy hẳn là đều bị gió làm mê mắt, mặc cho ngài cứ thế nghênh ngang rời đội giữa đường ư. Thiếu đế biết không lừa được y, dẫu sao từ nhỏ ngồi trên môi này cậu đã thân cận với tam hoàng thúc trước mặt, không có gì không thể nói. Xưa nay chuyện còn hoang đường hơn giờ, cũng không phải cậu chưa từng làm. Cậu rất khoát thành thật khai báo, kể lại sau khi đến một khúc quẹo chỗ rừng cây nhỏ, đợi xa giá của Thái Hậu vượt qua xa, cậu bảo mót quá cần dừng xe, bước xuống chạy vào rừng, ép tiểu hầu đi theo thay y phục với mình, lệnh mấy người kia ôm tiểu hầu quay lại dư giá đi tiếp. Bá quan dừng lại đợi cậu chẳng hề hay biết, thấy xe di chuyển, tất cả đều theo đó tiếp tục lên đường, cứ thế cậu vụng trộm quay lại. Kể lại đoạn thoát thân quay lại, cậu có phần đắc ý, cười ha ha. Ui, buồn cười thật đấy, nhiều người thế mà tất cả đều chẳng biết chẳng rằng, còn tưởng ta lên xe thật. Thúc thần huy nhíu mày. Bệ hạ, bây giờ ngài không còn giống trước đây, y vừa mở miệng, đã bị thiếu đế ngắt lời. Tam Hoàng Thúc, ta biết ngài muốn nói gì. Không cần ngài nói, ngày ngày đinh thái phó nhắc bên tai, tai ta muốn mọc mụn luôn rồi. Phải, ta biết uy nghi thiên tử là thế nào, ta nên làm thế nào, chỉ là cả hơn nửa năm ta chẳng ra ngoài rồi. Ta sắp ngạt chết rồi, không ngạt chết cũng sẽ mệt chết. Hôm nay vất vả lắm mới có cơ hội này, Tam Hoàng Thúc thương xót ta tí đi, đừng giáo huấn ta nữa. Cậu lại thở dài nếu hoàng huynh thái tử của ta còn sống thì tốt biết bao, ta cũng sẽ không cần mệt mỏi thế này, giống trước kia, mỗi ngày tiêu giao khoái hoạt. Mấy năm trước hoàng huynh thái tử của cậu ra ngoài đi săn, lúc cưỡi ngựa xảy ra ngoài ý muốn, bất hạnh bỏ mình. Sau đó điều tra ra đúng là người nhà phía mẹ nhị hoàng tử tính toán, âm thầm dùng một loại độc dược có thể làm ngựa điên cuồng đặc chế dùng sáp dày bịt kín, trộn vào mớ cỏ khô, cho ngựa ăn. Sau khi lớp sáp hòa tan hoàn toàn, thuốc phát huy tác dụng, ngựa nổi điên phi nước đại, bỏ đám thị vệ đi theo sau lưng, thái tử không thể nào dừng ngựa, cuối cùng ngã ngựa mà chết. Sau khi điều tra rõ sự tình, hoàng tử liên lụy tới đều lọt vào vòng trừng phạt, cứ thế, môi vị hoàng đế cuối cùng rơi lên đầu thúc tiền. Tuy thúc tiền là hoàng tử, nhưng vì tuổi nhỏ, nhà ngoại lại là lan ra trước kia cũng không phải kẻ quyền thế, tương lai cùng lắm cũng chỉ là một chức vương rảnh rỗi hưởng thụ thanh bình thôi, nên luôn luôn không làm ai chú ý cậu thích tìm tam hoàng thúc kỳ vương chơi, cộng thêm thiên tính lớn mật tinh nghịch, xưa kia thường tìm đủ cơ hội xuất cung chuồn êm đi kỳ vương phủ. Vì là một hoàng tử bình thường, quan hệ giữa minh đế và tam đệ cũng cực kỳ thân thiết, dẫu có nghe thấy cử chỉ đứa con trai này xong biết cậu gần gũi với kỳ vương nên buông xuôi bỏ mặc, không đặc biệt gò ép, cứ thế, đã nuôi ra tính tình không chịu câu thúc của cậu, đến khi sau này vận mệnh cho phép, biến cậu thành hoàng tử kế vị, sinh hoạt thay đổi lớn, bị nghiêm khắc quản giáo việc học hành có thể nghĩ. Đã qua mấy năm, xong đến nay Thúc Tiền vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc, bình thường trước mặt người cũng giữ quy củ, không lộ ra mấy, hôm nay thừa dịp này, không ngờ thói cũng nảy mầm lại. Thúc Thận Huy nghe đứa cháu kể khổ, nghĩ từ năm ngày đăng cơ đến nay, đúng thật coi như có cố gắng, mọi việc học ra dáng, đối với việc học của ngài, Đinh Thái Phó coi như cũng tán thành, mấy lần mình hỏi ý, đều đáp bệ hạ thông minh, ngày ngày đều có chỗ tiến bộ, chỉ có một thứ không đủ, chính là định tính không đủ, thi thoảng tìm cớ lười nhác, thẳng có thể bỏ điểm này thì quá ổn rồi. Một người thanh liêm thận trọng, thậm chí bộc trực, xưa nay không hùa lời trái lương tâm, đánh giá thế, cho thấy cậu cháu này thật sự là có tiến bộ. Người như cây mạ, ít miêu trợ trường sao, chèn ép quá độ, e cũng là không ổn. Sao có một người nước tống gieo mạ, thấy mạ lớn chậm, ông bèn kéo cây non lên một chút, về nhà, ông khoe với vợ con. Hôm nay, tôi đã giúp một tay cho mạ lớn nhanh. Nghe cha nói thế, đứa con vội chạy ra xem, thì mạ đã chết hết rồi giấu lớn giấu lớn nóng vội hỏng việc. Nghĩ đến đây, ngữ khi y dịu lại. Thần biết ngài vất vả, việc học nặng nề, còn phải học xử lý tấu trương đối phó quốc sự. Không phải ngài sùng bái nhất là hoàng tổ phụ sao, lúc ngài ấy tại vị, quần hùng thiên hạ cắt cứ, chư quốc san sát, chiến loạn không ngừng. Khi đó thần còn nhỏ hơn ngài, cũng chỉ 7-8 tuổi, song cho đến giờ vẫn ghi nhớ, hoàng tổ phụ của ngài ban ngày lên ngựa tác chiến, ban đêm xử lý tấu trương khẩn cấp khoái mã từ chiến doanh đưa đến, chăm chỉ không nghỉ, độ vất vả, còn gấp nhiều lần hôm nay ngài và thần có thể với tới. Nếu tương lai ngài cũng muốn trở thành thánh quân bậc nhất giống như hoàng tổ phụ, bao khổ sở hôm nay đều là quá trình rèn luyện nhất định phải trải qua. Y nói một câu, thiếu đế gật một cái, như gà con mổ thóc. Đợi y dứt lời, vung tay lên. Ta nhớ rồi nói xong lại gần, kề sát một bên y, quay lại, mắt nhìn ra phía sau lưng vừa tới, thấp giọng. Tam Hoàng Thúc, vừa rồi ta đi vào, nhìn thấy đích nữ ôn ra đến, ta không muốn bị chị ấy bắt gặp, bèn trốn đi, thấy chị ấy cúi đầu vội vàng bước, mắt đỏ ngầu, hình như vừa khóc. Trên khuôn mặt Thúc tiền lộ vẻ mập mờ, ngó Hoàng Thúc mình chớp chớp mắt. Tam Hoàng Thúc, có phải chị ấy? Đại tư má đã đền tội. Thúc thận huy ngắt lời, nói. Thiếu đế sừng sốt, há hốc mồm, lời vừa định nói lập tức bị ném lên chín tầng mây, cậu trợn cặp mắt. tam hoàng thúc ngài nói gì? đại tư má chết rồi. thúc thận huy gật đầu. cũng không cần y giải thích, thúc tiền nhanh chóng phản ứng kịp, như dội gáo nước lên đầu, bỗng vỗ chán. ta hiểu rồi, sáng nay bỗng nhiên ngài ra ngoài, ta thấy lão ấy cũng ra theo, sau đó ngài quay về mà lão thì không, cũng không thấy ai khác. hẳn là thời điểm đó nhỉ, tam hoàng thúc ngài. Thúc thận huy lại gật đầu. Quả nhiên thông minh. Y khen một câu. Thiếu đế tròn miệng, bình tĩnh đứng yên tại chỗ một lát, đột nhiên, nhảy dựng lên, cả người trực tiếp cuộn lên trên không trung một thế chuồn chuồn bổ nhào, đến mũ trên đầu cũng rất xa, đến khi hai chân chạm đất, ha ha điên cuồng cười, tiếng cười làm lũ chim đang động nghỉ chân trên nhành cây gần đó cả kinh hoàng sợ bay đi. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Cậu khoa tay múa chân, không ngừng xoay quanh hoàng thúc mình, vui sướng như con chuột không cẩn thận lọt vào chính gạo trước lúc phụ hoàng băng hà chỉ định lão ấy làm phụ chính chẳng qua là bị ép bởi cục diện an ủi lão thôi giờ rốt cục lão không giữ được bình tĩnh còn định ra tay lại không ngờ rằng tam hoàng thúc chính là đang chờ lão hành động nếu không đúng thật chẳng đụng được lão lão già đáng chết lâu rồi ha 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 thiếu niên lại giậm chân cười to một tràng quá tốt rồi lão già đã chết cuối cùng lão cũng mơ tưởng cưỡi trên đầu ta. Tam Hoàng Thúc, Thúc còn nhớ tháng trước ta cho người đưa qua phủ thúc hoa quả phương Nam tiến cống không? Tiểu Hầu trộm kẻ cho ta, trước khi hoa quả vào cung đã bị đứa cháu của lão ấy ngăn cản, bảo gần đây lão nhạt miệng, lấy hết một lớp ngon, phần còn lại mới đưa vào cung. Dù gì cũng là chuyện nhỏ, nhìn quen không trách, Tam Hoàng Thúc bận rộn, ta cũng chẳng kể cho thúc làm gì. Ta nhổ, lão là cái thá gì, ta cũng không hiếm thức ăn, nhưng nếu thật sự muốn chia phần đầu, cũng nên hiếu kính tam hoàng thúc, lúc nào đến phiên lão. Thiếu đế một bước nắm lấy cánh tay thúc thận huy, dùng sức lắc lắc, ngừng mặt nhìn y, ánh mắt sáng ngời, đầy ngập kiêu hãnh và sùng bái. Tam hoàng thúc, hoàng thúc ruột của ta, thúc quá lợi hại đi mà, bất động thanh sắc cứ thế khử người, ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, thì ra chuyến đi hôm nay còn giấu huyền cơ khác. Thật sự là nửa điểm cũng không nhìn ra luôn, lúc về, mãi vẫn không thấy lão già kia, trong lòng ta còn mãi nghĩ, rốt cuộc là đã đi đâu chứ. Thúc thần huy đợi cảm xúc của cậu thoáng lắng lại, mời cậu ngồi xuống, trịnh trọng giải thích. Bệ hạ, hôm nay chuyện lớn thế này, vốn nên báo ngài biết trước. Song đại tư mã khôn khéo hơn người, thần sợ bệ hạ nhớ đến lúc không giữ được bình tĩnh, thần sắc có chỗ biểu lộ, nếu bị ông ta nhìn ra mánh khóe, chớ nói muốn lần sau đụng tới ông ta, mà e trước mắt cũng sẽ sinh đại loạn. Việc tiên đế Lâm Trung đã phó thác cho thần, không ngờ hôm nay mới thành. Trong hai năm qua, khiến bệ hạ nhận hết ủy khuất là thần vô năng. Tội không báo trước, xin bệ hạ thứ tội. Thiêu đế hớn hở mặt mày, xua tay. Tam Hoàng thúc nói gì thế? Sao ta lại trách chứ? Tam Hoàng thúc ngài suy tính cực kỳ chu đáo, chỉ cần có thể diệt trừ người, ta sao cũng được. Nói đến hai chữ diệt trừ, cậu nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt không hiền lành. Thúc thận huy cười, lại nghiêm mặt nói. Người hôm nay dù đã trừ, vây cánh trong kinh cũng đã bị bắt, nhưng trùng có trăm chân, nếu thần tính không sai, vẫn còn ít người lòng già khó lường, tất nhiên còn có chỗ phản ứng, động tính sẽ không nhỏ. Có điều, đây cũng là kết quả tất yếu, ông ta đã đền tội, phần còn lại không gây được đại cuộc lớn, không đáng sợ. Thiếu đế gật đầu. Ta biết, là Thanh Châu thành vương nhỉ, có cùng ý tưởng đen tối với lão kia, binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn, chỉ cần có tam hoàng thúc ở đây, trời không sập nổi, ta còn sợ gì. Cậu nói xong, chớp mắt, lại vỗ mạnh chán. Ta lại hiểu rồi, ngài lại hiểu chuyện gì? Thúc thận huy hỏi. Là tam hoàng thúc cố ý thả ra tin tức cầu hôn con gái Khương Tổ Vọng trước, để kích thích lão già kia, đúng không? Chuyện hôm nay đã thành, tam hoàng thúc cũng không cần cưới thật. Quá tốt rồi, thừa dịp còn kịp, mau mau, mau, mau phái người gọi hoàng bá tổ về bằng không nếu chuyện đã định, ván đã đóng thuyền, chẳng phải tam hoàng thúc thảm rồi ư. Cậu vội vội vàng vàng, nhảy xuống khỏi ghế, ra ngoài tính gọi người. Bè hạ, một giọng sau lưng truyền đến. Thiếu đế dừng bước quay lại, thấy y mỉm cười. Ngài nói đúng một nửa, thật đúng là trong đó có ý bức ép cao vương. Có điều, việc cầu hôn cũng coi như là thật. Thiếu đế bất đắc dĩ, đành quay ngược về. Tam Hoàng Thúc, ta biết ngài muốn bày lòng tin tưởng biết ơn đến Khương Tổ Vọng, thế nhưng như này, cũng oan uổng chính mình quá. Ta nghe nói con gái Khương Tổ Vọng từ nhỏ xem sói là mẹ, đêm trăng tròn khát máu, nếu không sẽ hóa thành thân sói, nghe nanh. Cậu khoa hai tay, trợn mắt. Cứ cho đó là lời đồn không có thật đi, song con gái Khương Tổ Vọng từ nhỏ lớn lên ở quân doanh phía Bắc, ra trận giết người, cũng là sự thật. Nên nếu cô ấy không phải mồm đầy răng nanh, át cũng mặt mũi xấu xí, cử chỉ lỗ mãng. Thúc Thần Huy lên tiếng cắt lời: "Bệ hạ, nếu đổi lại là một tay đàn ông, giống như nàng ấy lớn lên trong quân doanh, ra trận giết địch, phải chăng bệ hạ vẫn sẽ lấy mặt mũi xấu xí cử chỉ lỗ mãng mà ra phán đoán suy luận?" Bệ hạ không sợ làm nguội lạnh đi một bầu nhiệt huyết của những tướng sĩ vì triều đình anh dũng giết địch kia ư? Thuốc Tiền nóng mặt: "Ta sai rồi, ta không nên nói vậy, nhưng... nhưng ta thấy." Cậu cúi đầu, không lên tiếng. Giọng điệu Thúc Thần Huy vốn mang mấy phần nghiêm khắc, song thấy dáng vẻ này của cậu, dịu lại. Tiền nhi, Tam Hoàng Thúc muốn cho Khương Tổ Vọng biết, triều đình chân chính coi trọng ông ấy, hy vọng ông ấy toàn tâm toàn ý, ra sức vì triều đình. chương 7 Thiếu đế không hé lời. Sao Thúc Thận Huy không nhìn ra rằng trong lòng cậu ta vẫn không phục chứ, bật cười. Ngài còn không phục, muốn nói gì, cứ việc nói, là ngài bảo ta nói nha. Thúc tiền nhỏ giọng lầm bầm. Ta không tin, chả lẽ đại ngụy cũng chỉ có mỗi một khương tổ vọng có thể đánh tam hoàng thúc ngài muốn lung lạc ông ấy đúng vậy đại ngụy dùng võ lập quốc người có thể lãnh binh đánh trận vốn là nhiều như sao trời ta nhớ lần cuối hoàng tổ phụ võ hoàng đế của ngài phong công chỉ công nhất đảng thôi đã phong không dưới 10 người song ngắn ngủi chưa đến 10 năm phần lớn công thần xưa kia mấy năm qua hoặc xa vào hưởng lạc võ công buông thả hoặc là giành công tự ngạo khó được trọng dụng tiền nhi trong vòng mấy chục năm nay bắc địch sản sinh ra một vị vương hùng mạnh bá chủ bắt trước trung nguyên lập quốc xương đế không nói còn mang thế cướp đoạt các châu phương bắc trước kia nghe nói là quân lính có đến trăm vạn cho là có chỗ phóng đại nhưng sức chiến đấu rất mạnh xưa nay chưa từng có không chỉ thế mấy vị vương tử trong nước cũng nào phải bình thường trong đó có một vương tử tên sĩ thư không hề tầm thường lôi kéo người hán đầu quân sau trận chiến thanh mộc nguyên vùng yến sóc do người này chấn giữ xưng là nam vương muốn đoạt lại môn hộ Bắc Đại Ngụy chúng ta, tương lai rốt cuộc cũng phải quyết chiến, đó là quốc chiến, mức độ gian nan còn muốn vượt qua những chinh phạt năm xưa của Hoàng Tổ Phụ Ngài. Không phải cứ đưa kẻ mạnh không sợ chết là có thể đánh đâu thắng đó. Mà người lính quân, cần phải có năng lực bày mưu nghĩ kế cử trọng nhược khinh sao. Dõi mắt nhìn triều đình hiện nay, viên đại nguyên soái thích hợp cầm binh mã thiên hạ này nhất, chính là Khương Tổ Vọng. Sao nhức nặng mà nhìn như nhẹ, người siêu Việt thoạt đầu thiếu đế đầy không phục, dần dần, tập trung nhìn y, không nháy mắt. Thúc thận huy thoáng trầm ngâm, tiếp tục nói. Còn nữa, có chuyện xưa nay còn chưa kịp giải thích, đang định gần đây mới báo cho ngài. Trước kia Khương Tổ Vọng lúc mới vào binh nghiệp, là bộ hạ của Cao Vương, được ông ta cất nhắc, Cao Vương vẫn muốn kéo ông ấy thành người phe mình. Đây cũng là nguyên nhân lần này thần tiến hành cầu hôn khiến ông ta không giữ được bình tĩnh. Mới đây thôi, mấy tháng trước, Thành vương còn âm thầm sai người bí mật đi gặp khương tổ vọng nơi góc xó xa xa con nhện bị rơi xuống đang bò khắp biển sách kinh muốn quay về mạng nhện mà nó vất vả nhà tơ kết thành nhưng mãi chẳng thấy đích đứng tại chỗ lo lắng đào quanh chốc lát lại lung tung bò lên cánh cửa sổ bên cạnh thiếu đế cả kinh hả có chuyện vậy ư ừ. lẽ nào khương tổ vọng cũng cùng một bọn với chúng thúc thần huy lắc đầu người như khương tổ vọng làm việc bảo thủ mà cẩn thận mấy năm nay có lẽ cũng nhìn ra cao vương ngày càng bành trướng nên e ngại rước hỏa vào thân theo thần được biết cũng không chủ động lui tới hôm sứ giả thành vương đến gặp ông ấy nói điều gì thì không rõ song theo thần phỏng đoán hẳn là khuyên ông ấy để phòng công cao trấn chủ ý định lôi kéo khương tổ vọng cũng không hồi đáp có điều chuyện như thế ông cũng chưa từng báo cáo lại triều đình với kinh nghiệm từng trải của ông ấy cho đến giờ không thể nào không nhìn ra ý đồ của cao vương và thành vương Thiếu đế giận dữ. Vậy ông ấy cũng theo đám kia, định leo đầu tường, quan sát mà động. Vẻ mặt thúc thần huy nghiêm túc. Cũng có khả năng ông ấy nhớ tình xưa giấu giếm không báo. Xong, không thể không phòng. Như ngài vừa nói, thời điểm này, tất nhiên phải tỏ lòng tin tưởng của triều đình với ông ta. Xưa nay, thông gia chính là đường tắt để hai họ thắt chặt giao hảo. Hoàng gia muốn ban lòng tin nơi thần tử, đại để cũng không vượt ngoài điều đó. Tương lai thế nào khoan hãng bàn, chí ít hôm nay thần dựa vào nó để tỏ thái độ đến ông ấy chỉ cần ông ấy một lòng hướng về triều đình triều đình và bệ hạ ngài ký thác kỳ vọng với ông ấy tuyệt không ác ý để tỏ rõ trịnh trọng thay thần đi cầu thân còn là hoàng bá tổ của ngài năm xưa thần từng biên tuần đã ở chỗ khương tổ vọng mấy ngày mặc dầu thời gian không dài xong cũng nhìn ra ông ấy là người biết điều đoán rằng ông ấy có thể nhận ra ý thần trong hành động lần này sẽ đưa ra phản ứng đó cũng là mong đợi của thần Thế nhưng lòng người khó dò, nếu nhớ ông ta cũng giống đám kia còn có hai lòng, y muốn ngồi đầu tường mà nhìn. Thiếu đế dừng lại. Thúc thận huy cười nhạt. Đây chính là nguyên nhân cao vương phải chết. Gõ núi chấn hổ, để người vẫn dao động bấy lâu hiểu rõ, kịp thời sửa sai lúc còn chưa muộn. Sao phải cho đám người dao động ấy cơ hội chứ? Sao không thừa cơ giết sạch, chấm dứt hậu hoạn? Thiếu đế hầm hực. Tiền nhi con nhớ kỹ, trên đời thứ khó nắm bắt nhất chính là lòng người đạo làm người ngang dọc vạn đầu, quy tắc không có cơ sở không có lệ thường, chiêu dụ dùng nhân nghĩa, trói buộc dùng hình phạt, như thế, cả trong một nước, chỉnh tề vạn dân. Câu này con đã từng đọc rồi chứ? Y nhìn thiếu đế. Thúc tiền đáp. Là lời trong lễ thư. Thúc thận huy gật đầu. Không sai, một vị quân chủ, dưới chướng ngài ấy, đương nhiên có người thể sống chết trung thành, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ tồn tại đám người ngả nghiêng. Dạng người đó không thể giết hết, cho dù là thời thánh võ hoàng đế xưa kia, con cho rằng không có sao. Chẳng qua khiếp sợ quân uy của thánh võ hoàng đế, không dám để hai ý niệm trong lòng. Thân là quân chủ, hiện giờ việc con phải làm là hiểu rõ triều chính, từ từ lập uy, rồi sẽ đến một ngày, quân uy con đủ mạnh, chừng đó con có ra roi, ân uy đều dùng, khiến tất cả đều tùy theo con sử dụng, bao gồm cả những kẻ ngày xưa còn dao động. Lúc này ta cầu hôn con gái Khương Tổ Vọng, ngoài việc lấy lòng ông ấy, còn có chút dụng ý người người đều biết ông ấy là bộ hạ cũ của cao vương kết giao sư kia không cạn giờ cao vương đã đổ có lẽ không biết bao nhiêu ánh mắt đang âm thầm nhìn ông ta thế nhưng chẳng những ông ta không bị liên lụy mà ngược lại còn được triều đình coi trọng đây là tỏ thái độ của triều đình đến tất cả chỉ cần không phải đầu đảng tội ác về sau trung thành triều đình thì sẽ bỏ qua chuyện cũ tiền nhi con hiểu không thiếu đế mừng tình hiểu ra ta hiểu rồi tam hoàng thúc ngài giảng sách còn có ý tứ hơn đinh thái phó nhiều Ta nghe ông ấy nói xong là muốn đi ngủ rồi. Học thức thành tựu của Đinh Thái Phó, hơn xa thần, ngài không thể lỗ mãng. Rồi, biết rồi. Thiếu đế thành thành thật thật trả lời, lại nhìn thúc thần huy, do do dự dự, cuối cùng, như ra một quyết định đầy gian nan, cắn răng, biểu lộ bi tráng nói. Tam Hoàng Thúc, nếu nhất định phải cưới con gái Khương Gia, vậy cũng không nhất định là ngài phải cưới. Ta cũng có thể, ta cưới là được. Thúc thần huy đại khái không ngờ lại nghe miệng cậu thốt ra như vậy, kinh ngạc, đánh giá cậu một chút. Ngài, vừa rồi không phải ngài chê bai vị nữ tướng quân kia đủ chỗ sao? Thúc tiền đỏ mặt. Tam hoàng thúc, ngài đừng cho là ta còn nhỏ, ta biết hết nhé. Nữ lang nhà ôn ra vừa đi ra kia, rõ ràng là hai người tình đầu ý hợp. Hẳn là chị ấy biết ngài muốn cưới con gái Khương Gia mới thương tâm như vậy, ta biết, trong lòng Tam Hoàng Thúc cũng không chịu nổi. Cậu bỗng ưỡn ngực, đầy vẻ hy sinh hào hùng. Tam Hoàng Thúc hoàn toàn là vì đại ngụy, vì triều đình mới quyết ý đưa ra lựa chọn. Đã thế, ta là hoàng đế, hy sinh là bổn phận của quân chủ đại ngụy ta, không nên để Tam Hoàng Thúc gánh chịu. Ngài vì ta, lao tâm lao lực đủ rồi. Đoạn, nếu là vì ta còn nhỏ, không thể lập tức thành hôn thì có thể định ra hôn sự trước, đợi lúc ta thành niên lại cử hành nghi thức hôn lễ, há chẳng phải cũng thế sao. Nghe lời từ trong miệng đứa cháu nói ra, ngó biểu lộ quyết tuyệt của cậu, Thúc Thận Huy bỗng thấy hơi buồn cười, nhưng rất nhanh, tự dưng trong lòng dâng lên càng nhiều hơn là cảm động. Tính cách thiếu đế bay bổng, ghét bị ràng buộc, thường khiến Thúc Thận Huy lo lắng, cũng không biết đến hôm nào cậu ta mới ổn trọng được, thật sự y hiểu, đế vương đang hưởng thụ quyền lực và vinh quanh vô thượng, đồng thời, hai vai cũng cần gánh chịu trách nhiệm vô thượng như thế. Mà ngay giờ phút này, nghe ra từ chính miệng cậu, dù chưa hết nỗi ngây thơ, song cũng đủ thấy tâm ý của cậu. Y nhân tiện nói. Tiền nhi, con nghe cho kỹ. Thứ nhất, hôn sự này của ta, tuyệt đối không phải là hy sinh, mà là mưu tính của ta. Thứ hai, tuổi tác ta và nàng ấy tương xứng, sau này tự sẽ có cô gái thích hợp với con hơn. Nhưng tam hoàng thúc à, ngài và nữ lang ôn ra cũng là giai ngẫu trời đất tạo nên. Ta thật không đành lòng để ngài và cô gái ngài yêu thương cứ thế mà xa rời. Tiền nhi. Thúc thận huy lại gọi tên cậu lần nữa, ngắt lời, đoạn nói. Ta và nàng ấy chỉ vì lý do từ phía thái phó, biết nhau từ nhỏ, sâu xa hơn người ngoài mấy phần thôi, ngoài ra cũng chẳng có thâm giao gì. Chuyện hủy thanh danh con gái người ta như thế, sau này ngài đừng nhắc lại. Hiển nhiên thiếu đế trả tin lời giải thích, nhỏ giọng lầm bầm. Cũng chẳng phải ta nói, ngoài kia ai cũng đồn vậy, bảo đến giờ chị ấy còn chưa gả là vì đang chờ tam hoàng thúc. Thúc thần huy nhíu mày, thiếu đế có mắt nhìn, lập tức ngậm miệng. Tiền nhi con nhớ kỹ, vẻ mặt thúc thần huy trịnh trọng. Khương Đại tướng quân là danh tướng đại nguy ta, về phần con gái ông ấy, dầu ta chưa từng gặp mặt, nhưng cô ấy tuyệt đối không thể so sánh với người bình thường. Con đối xử với ta ra sao, sau này cần đối xử với cô ấy thế đó, không cho phép trong lòng con còn nửa phần bất kính. Biết rồi, thiếu đế hàm hàm hồ hồ trả lời. Thúc thần huy dương mắt nhìn bóng mặt trời. Cũng đến lúc rồi, thần phải về thành, ngài cũng phải hồi cung. Đi thôi khó lắm mới thoát, giờ bảo về, lòng thúc tiền đầy không muốn, xong cũng hiểu, sự tình hôm nay đặc biệt, sáng nay đã xảy ra chuyện lớn đến thế, giờ đây dù các điểm quan lại quan trọng trong hoàng thành đã nắm trong lòng bàn tay, nhưng đúng là tam hoàng thúc phải về rồi. Đang còn dề già, một đoàn người bên ngoài vội vã xông tới, dẫn đầu là lưu hướng, cấm vệ theo sau. Lưu hướng liếc nhìn thiếu đế, quả nhiên là đang ở cùng nhiếp chính vương, nhẹ nhõm thở một hơi thật dài, lấy lại bình tĩnh, nhanh bước lên, quỳ xuống thỉnh tội. Vi thần hộ giá bất lực, xin bệ hạ và nhiếp chính vương thứ tội. Thì ra, lúc ông đuổi kịp sư giá, thiếu đế đã xuống xe đi ngoài, lúc quay về xe, đi một đoạn, ông để ý đám tiểu hầu đi theo hầu ngoài xa giá thiếu một tên, liên tưởng đến vài chiêu nhảy nhót của thiếu đế xưa giờ, lo nghĩ trong lòng, thế là đi đến cạnh xe, tìm cỡ, thăm dò trong xe trả lời, nghe bên trong im ắng rất lâu, lòng ông biết không đúng, kêu dừng ngự giá mở cửa, quả nhiên không thấy thiếu đế, trong xe chỉ có viên tiểu hầu đội miệng mặt không còn chút máu quỳ thuộc run lẩy bẩy. Bá quan chư vương đồng hành lần này vỡ tổ, bàn tán ẩm ý. Lưu hướng bẩm lan thái hậu phía trước, thái hậu thế mới biết đứa con trốn giữa đường, vừa tức vừa giận, lệnh chém viên tiểu hầu dám can đảm đi quá giới hạn ngay tại chỗ. Lưu hướng góp lời khuyên can, bảo hôm nay mừng thọ thái hậu, không nên thấy máu, viên tiểu hầu mới nhặt được một mạng về ông sai người hộ tống thái hậu hồi cung trước còn mình vội vàng quay lại tìm dẫu thiếu đế người không sao nhưng trong một buổi sáng bản thân liên tiếp thất trách hai lần cực lớn tâm tình lưu hướng lúc này có thể nghĩ may mà dường như nhiếp chính vương cũng không trách cứ chỉ khi nghe đến lan thái hậu muốn nộ sát viên tiểu hầu ngó qua thiếu đế thiếu đế cúi đầu bệ hạ mời về thành nhiếp chính vương cung kính mời lúc này thúc tiền không còn dám dây dưa ấm ức cất bước, bước ra cửa trước tiên. Đợi nhiếp chính vương theo sau, lưu hướng cũng vội vàng lồm cùng bò dậy, mang thủ hạ đi theo. Đoàn người đi xa, tiếng bước chân dần dần biến mất, bên tai lặng yên. Gió thu từ cửa sổ nam lướt qua, một mảng lá vàng lơ lơ lửng lửng, lặng lẽ đáp xuống đất. Trong góc khuất tây bắc lầu các, con nhện cố gắng leo lên, cuối cùng lại từ cánh cửa sổ lần thứ ba rơi xuống kệ để kinh, không biết sao sợi tơ đứt lại phất phơ giữa không trung theo gió, con nhện mài miết muốn leo xong, lại mài miết bắt hụt, cứ thế lặp đi lặp lại, không chết không thôi. Bỗng, một bàn tay giò tới, dừng cảnh con côn trùng nhỏ, từ từ đợi nó bò lên đầu ngón tay, đưa tay lên, khẽ khàng đặt lên đoạn tơ duyên phận. Con côn trùng nhỏ được cơ hội, lập tức bám lấy, dọc theo sợi tơ nhanh chóng leo lên, cuối cùng về lại mạng lưới, vào chỗ, không ngơi nghỉ chút nào, lại tiếp tục bận rộn Nhà tơ không ngừng. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 8, Hôn sự, có thể. Tây hình quan nhãn môn, tháng 11, cỏ khô điều hưu Từ khi con gái để lại hai chữ kia biến mất đến giờ, đã qua hơn tháng. Mấy ngày qua đối với Khương Tổ Vọng mà nói, một ngày bằng một năm. Thành vân lạc phía cực Tây, đường xa cách nơi đây thật không tính là gần, phản kính còn chưa có tin tức. Mà khiến ông phiền lòng hơn là vị hiền vương kia lấy lý do đêm lạnh ở doanh trướng của ông khó chống cự nổi nên đã chuyển về trong thành ở còn chưa đi, thi thoảng lại cho người đến hỏi tin tức. Trước đó ông từng viện lý do con gái về cung tế ngoại tổ đầy năm chưa về để đỡ, lần nào cũng đành trả lời lấy lệ, bảo đường xá xa xôi, tin và người vừa đi vừa về đều cần thời gian. Đến nỗi chỗ hiền vương ở trong thành, ông tránh không vào, miễn để đối phương biết, tìm tới cửa phiền phức. Hôm đó, đang lúc tâm tình nặng nề, tiểu giáo đến bẩm, cuối cùng phản kính đã về. Đáng tiếc, tin phản kính mang về, khiến Khương Tổ Vọng thất vọng. Nữ tướng quân không có mặt ở Vân Lạc, theo lời người cậu của cô bảo, chưa từng đến đó. Thất vọng ngắn ngủi qua đi, theo đến, là lo âu nặng trĩu. Con gái quen ăn nói rất ngắn gọn, từ lúc biết nói cho đến lớn, tuy im lặng ít nói nhưng cực kỳ trưởng chạc, chưa từng đi mà không báo như vậy bao giờ. Tuy nói trước khi đi, con bé từng để lại chữ, xong làm sao khương tổ vọng có thể thật sự yên tâm nghe phản kính hồi báo xong ông cao mày bình tĩnh đứng trong lều thật lâu không nói gì phản kính rất tự trách là ti trước vô năng không thể tìm được tướng quân nhưng mà đại tướng quân chớ quá lo lắng ti trước lại dẫn người đi nơi khác tìm nói xong gượm đi lại bị khương tổ vọng gọi lại thôi từ nhỏ con bé đã ẩn nhẫn có chuyện gì cũng chưa từng kể với ai khác dẫu ta là cha nó song cũng không biết trong lòng nó đến cùng suy nghĩ thế nào đã không ở vân lạc vùng phía bắc lớn đến thế cậu chẳng có mục đích có thể đi đâu mà tìm nhưng mà khương tù vọng khoát tay áo từ bé con bé đã có chủ kiến nếu đã để chữ lại nhắc nhở vậy sẽ không có chuyện gì cứ theo ý nó mà làm đi bất kể nó có chuyện gì chờ xong việc tự con bé sẽ quay về ông nhìn sang phàn kính cậu đã đi đường không nghỉ vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi. Đại tướng quân, Tông Chính Khanh Hiền Vương lão Thiên Tuế đến. Khương Tổ Vọng còn chưa dứt lời, bên ngoài bỗng truyền đến giọng giống lên kéo dài của Dương Hổ như muốn thông báo. Dĩ nhiên, là đang nhắc nhở ngoài đại trướng đang có một vị khách không mời mà đến. Phản kính nhìn sang, Khương Tổ Vọng lập tức ra hiệu ông tránh mặt trước. Phản kính hiểu ý, vội ra khỏi lều. Khương Tổ Vọng bước nhanh ra ngoài, xa xa quả nhiên trông thấy dương hổ dìu một lão giả đang đi về phía này, lão giả dâu quai nón bồng bềnh, dáng vẻ bước đi giống như run run không vững lắm, vội vàng nhanh bước tới đón. Ngươi chính là tiểu thất lang của An Võ Quận Công Dương ra đó hả? À? Ta nhớ có một lần, ngươi theo cha đến phủ bổn vương dự trùng Dương Yến sao nhỉ, bổn vương thấy ngươi khỏe mạnh kháu khỉnh, rất thông minh, muốn ngươi ngâm vài câu thơ văn nghe, ngươi nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ, giọng nhỏ đến mức chả nghe được, sao mới mấy năm không gặp, giọng đã to thế này nhỏ chút, nhỏ chút, ngươi ổn muốn điếc cả tai bổn vương. Sao tiết trùng dương 9 phần 9? Ông lão đang trao mày nói này, chính là hiền vương thúc quần. Dương hổ nhớ lại chuyện cũ, giận đầy một bụng, trước đám đông ngâm không ra thơ bị mất mặt, về nhà bị người lớn nghiêm khắc quánh mông một trận. Bẩm lão thiên tuế, trong quân danh phải nói lớn tiếng vậy đó, còn coi như đã nhỏ nhẹ lắm rồi. Nếu không, chờ ra trận, chém, giết, người mình gọi nhau còn không nghe được lão thiên tuế cậu cố ý cười hì hì bước tới lại giống lên ây già ta thấy thằng bé này là cố ý gáy điếc tai bổn vương đây mà có cho con một trăm lá gan con cũng không dám ạ à. lão thiên tuế oan uổng con Người một lời ta một câu một già một trẻ như đấu võ mồm khương tổ vọng đuổi tới gần nén phiền não trong lòng xin lỗi đại doanh cách thành mấy mươi dặm nếu có chuyện, sao Lão Thiên Tuế không cho người truyền một câu, tôi vào thành gặp Lão Thiên Tuế là được, sao dám phiền Lão Thiên Tuế tự mình đến đây? Câu nói này của ông tuyệt đối không phải khách sáo. Ngôi vị của Thúc Uẩn cực kỳ cao, là con trưởng của Cao Tổ, anh trai cùng mẹ của Thánh Võ Hoàng Đế. Năm xưa Cao Tổ muốn lập ông làm thái tử, Thúc Uẩn cho rằng cường địch đất nước đầy rẫy cần một thái tử trí dũng song toàn, bản thân tài trí bình thường, không chỗ nào bằng em trai cùng mẹ, kiên quyết nhường ngôi vị thái tử. Sau đó võ đế kế vị cũng hậu đãi anh mình, phong tước đồng vạn tuế, thúc uẩn lại cực lực không theo, cuối cùng chỉ chịu một tước hiệu hiền vương. Ông làm người như tước hiệu, tài đức sáng suốt không tranh đấu, tính tình rộng rãi, bá quan đều kính trọng, người người đều gọi lão thiên tuế, vào triều đại minh tông, lúc vào triều được ban thưởng đãi ngộ chỗ ngồi độc tôn. Cả cao vương thúc huy quyền hành như lửa rực, gặp vị anh trường hiền vương này cũng không dám vô lễ. Bao nhiêu đấy thì cũng thôi đi, vấn đề là thúc quần tuổi đã cao, thấy ông bước đi còn cần người đỡ, đoạn đường gồ ghề, rất mấp mô giản sóc, nhỡ trên đường trẹo chân, gánh không nổi. Đại tướng quân việc trong chướng bận rộn, mấy ngày không thấy cậu vào thành, bổn vương không sao, hôm nay tự ra đến. Lỡ có phiền đến đại tướng quân, mong chớ trách. Thúc Uyển cười híp mắt nói. Muôn vàn không dám. Khương Tổ vọng bận rộn đỡ Thúc Uyển từ tay Dương Hổ, định dìu người vào đại trướng không cần không cần, bổn vương càng già càng dẻo dai. Tự ta đi được, không cần đại tướng quân cậu đỡ. Thục Uẩn ngăn bàn tay Khương Tổ Vọng chia tới. Khương Tổ Vọng đành phải ở phía sau cẩn thận che chở, vào lều rồi lại cung kính mời ông ngồi vào ghế trên chính giữa. Thục Uẩn cự tuyệt. Ghế chủ quân trong đại trướng, há ta có thể ngồi. Đừng bảo là ta, hôm nay có là đích thân bệ hạ đến, cũng không thể đoạt. Khương Tổ vọng đành bảo người kê một ghế khác cho lão thiên tuế. Thục Uẩn ngồi vào, nhìn quanh ngoài trướng. Khi bổn vương vừa vào viên môn, nghe một tiểu giáo bảo, dưới trướng nữ tướng quân có vị phản tướng quân, hôm nay về doanh rồi nghỉ. Lúc ta đi vào, lờ mờ nhìn thấy một vị tướng quân bước ra từ trướng của cậu, dâu ria đầy mặt, lưng hùm vai gấu, uy vũ hùng tráng, chớ ai bằng được. Bổn vương muốn nhìn cho rõ, song mắt mờ, đoán một cái đã không thấy người, không biết vị tướng quân kia họ gì tên gì đảm nhiệm chức gì nhỉ khương tổ vọng không ngờ thúc uẩn tinh anh rào hoạt thế cách rất xa mà vẫn bị ông nhìn thấy đành đáp đó chính là phàn tướng quân ạ à. mắt thúc uẩn rực sáng chả lẽ nữ tướng quân cùng về với y rồi phàn tướng quân đúng là người dưới trướng của tiểu nữ song lần này cậu ấy ra ngoài là có việc khác cần giải quyết không liên quan tiểu nữ ạ à. phía tiểu nữ mấy hôm trước mà tướng cũng đã báo qua với lão thiên tuế tình hình con bé còn chưa về đợi khi nó về sẽ lập tức phái người thông báo lão thiên tuế mặt thúc uẩn lộ vẻ thất vọng vuốt râu khẽ gật đầu thì ra là thế ta còn cho là nữ tướng quân về rồi khương tổ vọng xin lỗi bảo không đúng dịp để ông đợi lâu thúc uẩn nói câu không sao danh tiếng của nữ tướng quân bổn vương ở kinh thành đã được nghe từ lâu giờ nhiếp chính vương cầu hôn bổn vương tự mình đến, ngoài việc muốn thay nhiếp chính vương truyền đạt thành ý, cũng giấu chút lòng riêng, là muốn xem được mặt con gái đại tướng quân sớm hơn người ta chút, vị nữ tướng quân có một không hai của bản triều. Đáng tiếc như cậu nói, không đúng dịp, không khỏi tiếc nuối. Nhưng mà, mấy hôm nay, ở trong thành bổn vương cũng nghe không ít chuyện về nữ tướng quân anh dũng thiện chiến. Nhớ đến một vùng thanh mộc nguyên kia, mấy năm trước còn bị người địch chiếm đóng, là nữ tướng quân dẫn binh đoạt lại, xây chấn tự đóng quân đả thông biên phòng đông tây nhắc tới nữ tướng quân ta thấy người người trong thành kính trọng chuyến này tuy đường có xa song cũng không phải đi không khương tổ vọng nào có tâm tình nghe thúc quần lại nhải những lời này một lòng chỉ nghĩ cách mau mau mời vị đại phật rời đi ở bên cạnh vâng vâng dạ dạ thay mặt con gái khiêm tốn một phen liếc mắt ra ngoài chướng lão thiên tuế ngài xem bên ngoài giờ không còn sớm vùng biên cương không thể so với kinh thành, tiết trời này, trời rất nhanh tối, vào đêm càng trở lạnh, không khác nào trời đông giá rét. Doanh chứng lại có gió lùa không ấm áp, lão thiên tuế thân thể ngài vạn kim, chi bằng để mạt tướng đưa ngài về thành sớm cho kịp, tránh làm lão thiên tuế lạnh cóng. Thục Uẩn cười ha hả Xem ra hôm nay đến không phải lúc, quấy giày đại tướng quân. Đại tướng quân đây là ra lệnh đuổi khách trăng. Khương Tổ Vọng tự nhiên phủ nhận luôn miệng. Thục quần chuyển về nghiêm nghị. Thôi, hôm nay bổn vương đến đây, là muốn báo cho đại tướng quân một tiếng, ta vừa nhận được một tin tức khẩn cấp từ trong kinh. Ông dừng đoạn, vẻ mặt nghiêm túc, ngữ điệu cũng chuyển thành trầm thấp. Đại tư mã cao vương mấy hôm trước lâm bảo bệnh chết, bổn vương phải nhanh quay về. Khương tổ vọng giật này mình. Cao vương thúc huy dù tuổi ngoài 50 song vẫn long tinh hổ tráng, nghe đồn người đẹp lụa là hậu viện ông ta không dưới trăm người, hàng đêm xanh ca tuyệt đối không ngờ đột nhiên lại bạo bệnh, cứ thế người không còn. Trong lúc chấn kinh, bỗng ông liên tưởng đến một sự kiện, hãi hùng khiếp phía tức thì, sau lưng chợt túa lớp mồ hôi lạnh. Khương tổ vọng thinh lặng, không lên tiếng. Thuộc Uẩn bên kia tiếp tục nói. Vốn định chờ gặp nữ tướng quân mới về, xem ra không đợi được, đành đi trước vậy. Chẳng qua ta nghĩ, liên quan đến việc cầu hôn của nhiếp chính vương, có vẻ đại tướng quân đã đồng ý, mà cũng có vẻ lại chưa cho câu trả lời chắc chắn, cứ thế quay về, bổn vương không biết nên trả lời sao. Ông nhìn Khương Tù Vọng. Sao hả, liên quan tới lời mời hôm đó của ta, đại tướng quân có thể suy nghĩ kỹ chưa? Nhiếp chính vương là thành tâm cầu hôn lệnh ái nữ tướng quân, bổn vương thân là trưởng hôn, cũng vui thấy việc thành. Ông khẽ vỗ tay, hai người hầu đi theo từ bên ngoài vào đến, một trong đó hai tay dâng một chiếc hộp dài, người kia cẩn thận tỉ mỉ mở nắp hộp trong hộp một cây đoàn đao dài chừng hơn thước thân cong hơi gấp như mảnh trăng nằm lẳng lặng chuôi đao có khoen vỏ đao phủ sừng tê giác phía trên có dây tơ đen cuốn thành lớp khảm nạm văn ngọc cả thanh đoàn đao cổ kính cô động mà không mất đi vẻ hoa lệ hiền vương xoay sang khương tổ vọng cười nói đao này là thợ thủ công bậc thầy bắt trước cách thức thời thượng cổ tôi trong nước sông trương trong vắt dùng sắt tinh chất bách luyện rèn thành sáng loáng như sao thổi tóc tóc đứt vốn là bội đao năm đó thánh võ hoàng đế đeo bên hông theo ngài Nam Trinh Bắc Chiến, sau mới ban cho An Nhạc Vương năm ấy tuổi chưa tròn 14. Thanh đao này đã bầu bạn với Nhiếp Chính Vương nhiều năm, Nhiếp Chính Vương coi như chân bảo, lần này để biểu đạt thành ý, nguyện làm tín vật. Đao kiếm vốn là binh khí chứa nhiều huyết khí, không thích hợp dùng làm thứ xin gả cưới, nhưng nữ tướng quân không phải cô gái bình thường, Nhiếp Chính Vương cho là, dốc hết vật sở hữu, cũng chỉ có thứ này mới xứng với nữ tướng quân. Nếu đại tướng quân đồng ý, bổn vương liền thay mặt nhiếp chính vương để lại nguyện đao, quay về hồi đáp. Khương Tổ vọng thật lâu không trả lời nổi, cuối cùng từ từ hướng về thanh đoàn đao quỳ xuống. Ý tốt của nhiếp chính vương, thần vô cùng cảm kích, chỉ là con ta lớn lên trong quân doanh từ bé, từ chất ngu dốt không nói, cử chỉ hành vi thô lậu, chẳng khác nào đàn ông, vi thần. Vi thần thật sự là sợ hàm nguyên không gánh nổi vị trí nhiếp chính vương phi. Thục quần nhìn ông, ý cười trên mặt dần dần biến mất ho một tiếng. Đại tướng quân đây là chướng mắt nhiếp chính vương. Trong câu nói, mơ hồ chứa áp lực. Chán Khương Tổ vọng đổ mồ hôi lạnh, kiên trì thấp giọng. Vi thần không dám, vi thần không dám. Lão thiên tuế thứ tội, chỉ là... Chỉ là, tự dưng ông cũng chẳng biết mình nên nói gì. Đang lúc lòng loạn như ma, lại nghe giọng thúc uẩn đang ngồi dừng đoạn, lại nói. Thôi, hôn sự con cái, người làm cha làm mẹ, suy nghĩ cũng là phải ngày mai bổn vương khởi hành, còn một đêm, nếu đại tướng quân nghĩ lại, sáng mai cho bổn vương câu trả lời vậy. Khương Tổ vọng tiễn người. Màn đêm buông xuống, ông một mình ngồi trong trướng, nhìn thanh nguyệt đao vẫn còn để lại chưa mang đi. Đoàn đao lộ ra sắc lạnh lạnh lùng. Gió bắc cuối thu, không ngừng gào thét trên không vùng hoang vắng biên cương cả một đêm, trời gần sáng, mới dần dần ngừng lại. Đèn trong đại trướng cũng sáng một đêm. Khương Tổ vọng không ngủ. Thục quần đang chờ ông trả lời, ông biết mình nhất định phải ra quyết định. Rốt cuộc ông cũng đã ra quyết định sau cùng. Ông chợt đứng dậy, cô lấy nguyệt đao, bước ra khỏi đại trướng, ra ngoài. Sáng sớm đầu mùa đông vùng đất bắc này, bầu trời trên đầu vẫn như bóng đêm sâu thẳm, tiếng tù đánh thức binh sĩ tập thể dục buổi sáng cũng không vang lên. Khương tổ vọng ra khỏi viên môn, đón gió sớm xào sạc, nhận ngựa thân binh dắt tới, đang định lên ngựa vào thành, bỗng thấy xa xa có bóng người cưỡi ngựa đến khương tổ vọng dừng lại quay đầu quan sát dần dần ngựa kia tới gần ông nhận ra đúng là cô con gái khương hàm nguyên một đi không hề có tung tích khương hàm nguyên phóng ngựa đến trước viên môn xoay người xuống ngựa nhanh chân bước đến trước mặt khương tổ vọng cô ăn mặc cho tiện đi đường phong trần mệt mỏi trên mặt phương lờ mờ sắc sương gió đêm thổi ra hẳn đã một nắng hai sương lặn lội đường xa đi cả đêm để quay về Vẻ mặt Khương Tổ vọng từ mừng rỡ ban đầu chuyển thành tức giận, chằm chằm ngó con, không lập tức lên tiếng. "Hôn sự, có thể." Cô nhìn Khương Tổ vọng, ngắn gọn nói. Chương 9. Cam tâm tình nguyện. Khương Tổ vọng giật mình, ý buồn bực sản sinh ra trước đó bởi con gái không báo mà đi lập tức vứt cả. Ông dừng lại, quay nhìn về hướng thành trì xa xa còn được bao phủ trong bóng đêm mờ mịt, lệnh cho thân binh đang đợi gần đó tránh đi, rồi nói: Hàm Nguyên, cha biết con không tình nguyện. Vi Phụ đã nghĩ kỹ, định chuẩn bị đi vào thành cho Hiền Vương câu trả lời cuối cùng, từ chối cửa hôn sự này. Con không cần suy nghĩ lung tung, yên tâm đi nghỉ ngơi đi, cha đi. Nói xong, ông bước đến chỗ con ngựa. Khương Hàm Nguyên nhìn theo bóng lưng cha, lại mở miệng. Cha hiểu lầm rồi, con vừa nói, hôn sự có thể. Khương tổ vọng dừng bước, quay lại đánh giá con. Cột lửa cảnh viên môn cháy cả đêm không tắt, ánh lửa nhảy nhót trong gió rét, hắt lên gương mặt cô. Thần sắc cô vẫn như thường, chỉ đượm thêm vẻ mệt mỏi. Khương Tổ vọng ngắm con một lát, nỗi thương xót đầy áy náy, lại trào ra từ đáy lòng người làm cha lần nữa. Nhiếp chính vương cầu hôn, đến cả người như hiền vương cũng đã mời, tất nhiên là tình thế bắt buộc, có ý đồ. Khương Tổ vọng biết rõ, ngay lúc này mà mình từ chối sẽ có ý nghĩa thế nào, nhất là sau khi được biết ở trong kinh đã xảy ra chuyện lớn. Xong, phải nói, lúc mới đầu đột một nhận tin cầu hôn, quả thật ông có phần không dám nghịch ý bề trên, đến khi tận mắt nhìn thấy phản ứng kháng cự mãnh liệt của con, thiên tính người làm cha rốt cuộc vẫn đè tất cả, cuối cùng mãnh liệt chiếm thế thượng phong. Trước đây vì nhu nhược mà ông đã đúc ra sai lầm lớn, nếu lần này vẫn thế, vì kiêm kỵ uy danh thiên tử mà làm trái lương tâm nhận lệnh, cả một nửa chút khả năng cũng không đi tranh thủ, sau này có chết cũng không mặt mũi nào đi gặp mặt người vợ đã mất con đi theo ta ông quay người vào bên trong khương hàm nguyên đi theo vào đại trướng hàm nguyên con không cần phải chu toàn cho ta làm trái lương tâm nhận lời thiệt thòi là con trước đó con hỏi không sai nhiếp chính vương tuyệt đối không phải tấm chồng tốt chớ nói vi phụ không thể cứ thế mà gả con đi mà với tính tình của con cũng không thể nhận lời từ nhỏ con lớn lên ở vùng biên cương tự do đã quen chỗ như kinh thành với con là lồng giam con ở chẳng được, cũng chẳng thích hợp với con. Vừa vào đến, Khương Tổ Vọng đã nói. Tây hình quan nhạn môn, tương lai là nơi tụ tập của hùng binh trong thiên hạ. Nhiếp chính vương cưới con, y vốn đặt vào ta, nên phần lớn vẫn là phải lấy ân ràng buộc, y cần dùng ta, nên chuyện này cũng không phải là hoàn toàn không có khoan nhượng. Huống hồ, lúc còn niên thiếu y từng biên tuần đến đây, ta có ở cạnh y vài hôm, mặc dầu tuổi trẻ, song phong du hạ khoáng sao, khí độ rộng rãi rõ ràng, là người nghe ý kiến người khác. Liên quan tới chuyện này, tâm ý vi phụ đã quyết, từ chối hôn sự. Giọng điệu Khương Tổ Vọng kiên định, không chút do dự hay bất an như trước. Nói xong, ông nhìn thấy ánh mắt con gái dán lên mặt mình, không nói, không hề phản ứng với lời mình vừa nói. Con có nghe cha nói chứ? Cô thoảng như chợt tình. Con vừa nói rồi, con chấp nhận hôn sự. Hủy hủy. Khương Tổ Vọng gọi nhũ danh của con, lên giọng cha đã nói con hoàn toàn không cần quá băn khoăn mọi việc đã có vi phụ chịu trách nhiệm hiện giờ triều đình cần dùng ta nhiếp chính vương sẽ không làm gì ta cô chậm rãi đưa mắt nhìn cha mình đa tạ ngài đã suy nghĩ vì con nhưng mà ngài cứ theo ý con trả lời là được ngoài ra cô dừng đoạn không biết ngày cưới là khi nào nếu kịp con đi vân lạc một chuyến nói xong cô thi lễ với cha mình xoay người đi Khương Tổ vọng tuyệt đối không ngờ, đứa con mất tích nhiều ngày, khi về thái độ thay đổi lớn. Trực giác làm cha nói, ngay từ đầu, lúc chợt biết tin, con bé cực kỳ mâu thuẫn. Mấy ngày qua, con bé đi đâu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại làm nó thay đổi lớn thế. Ông nhìn bóng lưng con gái, không kiềm được, lại gọi cô. Hủy hủy, rốt cuộc con sao vậy? Con thật sự tình nguyện à? Mấy hôm nay, đến cùng con đã đi đâu? Khương Hàm Nguyên dừng bước trước màn cửa, đứng một lát. "Cha, chính ngài vừa rồi cũng đã nói, quan ải này tương lai sẽ là nơi tụ tập của hùng binh thiên hạ." Cô chậm rãi xoay mặt lại, nhìn Khương Tổ vọng. "Thúc Thần Huy cần vị đại tướng quân như ngài, ngài cũng cần người như Thúc Thần Huy ngồi trên ngôi cao, hôn sự này của con không phải không thể, con nhận lời, cam tâm tình nguyện." "Cha không cần tự trách bất kể điều gì, chỉ cần gươm ngựa sẵn sàng, chờ ngày đó đến." Cô đi ra. Khương Tổ vọng hoàn hồn, đuổi theo ra khỏi đại trướng, chỉ thấy con gái đã đi xa, bước chân cô vững vàng, một bóng hình đơn độc dần dần tan biến trong sắc trời vừa sáng. Chân trời phía đông đã sáng rõ, khi tia nắng đầu tiên bắn ra từ sương lạnh nơi chân trời bao trùm trên vùng quê, xe ngựa chờ hiền vương và đoàn người ra khỏi thành, đi về phía nam, nhanh chóng rong ruổi về hướng kinh thành. Đêm khuya, mơ hồ một tiếng đồng hồ nước, từ chỗ sâu trong cung điện lầu cao nối đuôi không dứt, truyền vào tay người giờ tí hai khắc thiếu đế đã về tầm cung nghỉ ngơi từ sớm canh giờ này trong hoàng cung cũng chỉ còn nơi đây vẫn đốt đèn sáng trưng ấy là văn lâm các nằm ở bìa tây bắc nhị đạo hoàng cung cách tuyên chính điện dùng để lâm chiều không xa là nơi nhiếp chính vương dùng để quản việc gọi người bàn bạc sau khi chiều nghỉ xong kiêm làm chốn nghỉ ngơi tiếng đồng hồ nước dừng im ắng hẳn lão thái giám lý tường xuân đợi bên ngoài thấy trương bảo theo bên cạnh hai mí mắt trên dưới đã bắt đầu đánh nhau liền nghiêng đầu liếc nhìn vào trong nhiếp chính vương vẫn đang ngồi sau bàn hơi cúi đầu tập trung tinh thần duyệt tấu trương quãng thời gian này trong kinh phát sinh quá nhiều chuyện lớn đầu tiên là ngay đêm hôm thọ thần lan thái hậu đại tư mã cao vương đương triều đột nhiên bạo bệnh bỏ mình nhiếp chính vương tự mình chủ trì lễ mai táng hậu sự của cao vương vinh quang bi thương không cần nhiều lời ngay trong tang lễ, phân nửa tướng quân sáu quân, lĩnh quân hoàng thành, hộ quân, tả hữu vệ, kỵ binh dũng mãnh, du kỵ cũng quá nửa đổi vị, từ chức. Tiếp sau đó, chưa qua đại tang cao vương mấy ngày, một đám thành viên có quốc huân thời thánh võ hoàng đế, lục tục rối rít dâng tấu trương xin khất hài sao, triều đình chấp thuận tất cả. Để tỏ rõ cảm niệm đến các lão công thần này, ban hậu thưởng mỗi người là thực ấp từ ngàn hộ đến năm ngàn hộ không ngang nhau. Sau đó, triều đình lại phế đi toàn bộ bộ phận gác cổng vũ hầu phủ sau nhiều năm liên tục sử dụng, xây dựng lại hai ti thiên môn địa môn, ban lĩnh vũ uy, nâng bậc đẳng doanh, phụ trách bảo vệ trong ngoài kinh kỳ. Sao nghỉ hưu sớm, từ cũ, cùng một cách đổi mới, thời triều tiên đế Minh Tông từng đã muốn làm từ lâu, song lực càn trùng trùng, cuối cùng không giải quyết được gì. Đến giờ, Cao Vương Thúc Huy chết bất đắc kỳ tử, khiến không ít người sợ vỡ mật ngày mấy tháng trước trong chiều nghỉ còn vài đại thần quen nhảy ra nói này nói kia, giờ đây lại trở thành người hết sức ủng hộ cải cách. Từng đạo chính lệnh, thông suốt không chờ ngại, đi thẳng từ trên xuống dưới. Không chỉ thế, các tấu trương tố giác đồng đảng nhiều vô cùng của thành vương cũng như tuyết rơi từ khắp nơi bay tới, chất đầy ngự án. Về phần nhiếp chính vương, hôm đó y tự mình đến vương phủ cao vương tế điện. Người bên trong đường, trên có các vương, dưới có bá quan, đều cúi đầu ba bái, nín hơi thu khí. Y nhìn chằm chằm, ánh mắt quét tới đâu, không ai dám can đảm để mà nhìn nhau. Dường như từ hôm đó về sau, nhanh chóng truyền ra một câu nói, nhiếp chính vương hùng tâm hung ác, giết người trong vô hình gì đó. Những lời kia là mấy tiểu hầu trong cung không biết sống chết không biết nghe đâu tự bếp xếp, tình cờ bị Lý Tường Xuân nghe được. Trong tai lão thái giám, đơn giản chỉ là nói nhảm. Ông cũng là người cũ triều võ đế, nói câu khinh thường, là nhìn nhiếp chính vương lớn lên. Từ An Nhạc vương đến Kỳ vương lại đến nhiếp chính vương hiện tại, chủ nhân là ai, ông còn không rõ ư? Lúc ấy, mấy tiểu hầu bị dọa mặt không còn chút máu, quỳ xuống xin tha. Nếu nhiếp chính vương nghe được, chắc hẳn cũng chỉ cười rồi thôi. Cho nên Lý Tường Xuân cũng không chút khó xử, chỉ gọi người phạt trưởng 20 lần cho nhớ lâu. Dẫu có người thật sự chết trong tay nhiếp chính vương, thì tất cả đều là quỷ đáng chết, còn sống là thứ chủ nuôi tốn cơm. Lão thái giám lạnh lùng thầm nghĩ, ông chỉ đau lòng nhiếp chính vương, vốn nắm toàn bộ triều chính, mà thiếu đế lại. Lòng lão thái giám thầm than thở, ngài ấy một khắc cũng không thể rảnh, gần đây mọi việc còn ùn ùn kéo đến, bận rộn cỡ nào, nghĩ mà xem. Giữa đông, năm nay mùa đông bắt đầu sớm, đêm lạnh xâm nhập. Dù phòng trong các có đốt lửa than, nhưng ở đây lầu các trống trải, đợi đã lâu, tay chân lý tường xuân vẫn thấy hơi lạnh đêm nay sau khi nhiếp chính vương rời đi từ chỗ thiếu đế cứ thấy ngồi vào bàn còn chưa từng đứng dậy mới vừa chợp mắt trương bảo đột nhiên sợ run cả người tỉnh lại chút ít theo lão thái giám nhiều năm thấy mắt ông dõi về lò sưởi trong kia lập tức hiểu ý nhanh chóng định vào thì thấy lão thái giám khoát tay với mình đánh giá lửa trong lò không còn đường lão thái giám tự mình nhẹ nhàng đi vào vén nắp lò cầm cây thông lò cời lửa, kẹp mấy viên than thêm vào, rồi cẩn thận đóng lại. Ông thả động tác rất nhẹ, xong thúc thần huy vẫn bị kinh động, tiện mở miệng hỏi giờ. Lý Tường Xuân chờ có thế. Lầu canh vừa đánh giờ tí hai khắc, điện hạ chắc đang chuyên tâm vào việc, không nghe thấy. Đã chế thê à. Thúc thần huy miệng nói, đầu không ngừng, bút trong tay cũng không ngừng. Đúng ạ, à, lão nô biết có nhiều việc, cần mau chóng xử lý. Chỉ là, dù lão nô không nhận được mấy con chữ to cũng được nghe nói có bột mới gột nên hồ phải có công cụ sắc bén trước đã nhiếp chính vương cũng như công cụ sắc bén của đại ngụy ta nếu ngày mệt hỏng người thì phân yêu vì bệ hạ sao được đêm qua nhiếp chính vương mới ngủ có hai canh giờ cứ như vậy có làm bằng sắt thép cũng chịu không nổi thúc thần huy rốt cuộc ngừng bút ngừng đầu nhìn lão thái giám lắm lời còn hơn cả trương bảo Trường Bảo ở gian ngoài bỗng nghe đề cập đến mình, không biết chuyện gì, dựng lỗ tai. Lão thái giám khom người. Lão nô lắm miệng, nếu nói sai, điện hạ chớ cười lão nô. Thúc thận huy cười hì, ngừng bút, khép lại quyền tấu đã phê xong, khẽ gác bút lên hòn kê bằng ngọc, xoa xoa hai tay, đứng dậy, đi đến trước cửa sổ đầy cánh cửa. Âm u lạnh lẽo mấy ngày liền, đêm nay cũng là mây dày che trăng. Gần cửa sổ ngoài kia, cây cối trong vườn trơ trọi, điều hưu khắp nơi, bên cạnh ao mấy tán sen khô sắc lá. Xa xa, bóng đêm phát hỏa hình dáng cung điện nặng nề trùng điệp. Si vẫn vỉnh sừng đứng trên đầu mái cong cũng không còn vẻ trang nghiêm uy vũ ban ngày, nhìn lại, bóng ma âm u. Một cơn gió mang theo ý lạnh nồng đậm xông vào. Lý Tường Xuân bận rộn lấy áo ngoài, dâng lên. Điện hạ, coi chừng lạnh. Thúc thận huy không nhận, ngây người nhìn ngoài cửa sổ chỉ chốc lát, nói một mình. Hiền vương ra ngoài, cũng đã một quãng rồi nhỉ. Như có tâm linh tương thông, đúng lúc, một tiểu hầu bên ngoài định bước vào, nhẹ giọng báo Trương Bảo, Trương Bảo bận rộn vào truyền lời. Điện hạ, lưu tướng quân vừa đưa tin đến, bảo hiền vương lão thiên tuế đã về. Người của lão thiên tuế đang ngay bên ngoài cửa cung, hỏi phải chăng điện hạ ngủ lại. Ánh mắt thúc thần huy khẽ nhúc nhích, bỗng quay đầu, lập tức nhanh chân ra ngoài. Chương 10. Nhiếp chính vương cực kỳ hào phóng, Đêm nay Hiền Vương Thúc Uẩn vừa về tới, chưa kịp nghỉ ngơi đã thẳng đến Hoàng Cung, trực tiếp cho dừng xe ngoài cửa cung. Thúc Thận Huy tự mình đón Hiền Vương từ cửa cung vào Văn Lâm Các. Lý Tường Xuân dẫn bọn Trương Bảo dâng nước nóng khăn mặt các thứ lên. Thúc Thận Huy phủi tay, ông hiểu ý, đưa người lui ra, nhẹ khép cửa. Thúc Thận Huy đỡ Thúc Uẩn ngồi vào chỗ, tự tay vắt khăn nóng cho ông, hai tay dâng lên. Tuổi của Hoàng bá phụ vốn nên nghỉ ngơi dưỡng thọ, hưởng thụ con cháu phụng dưỡng, giờ vẫn phải không màng đến tuổi cao, bồn ba mệt nhọc, chỉ tại cháu vô năng. Cháu thật muôn phần hổ thẹn, thật lòng vô cùng cảm kích. Hiền vương khoát tay. Người một nhà không cần nói hai lời, tam lang tận tâm tận lực vì triều đình, còn ta chẳng qua cũng chỉ đi ra ngoài một chuyến thôi, nói gì mệt nhọc. Huống hồ, đây cũng là việc tự ta muốn làm, đừng nói thế. Nói xong nhận khăn lau mặt rồi tay, lại vội vàng uống một ngụm trà thuốc thận huy châm một bên, lập tức vào chủ đề chính. Sao Cao Vương lại bảo bệnh đột ngột bỏ mình? Mở miệng ông liền hỏi cháu, đây cũng là nguyên nhân ông không chờ kịp muốn gặp mặt ngay trong đêm. Vừa hỏi xong, thấy đứa cháu không trả lời, chỉ đi đến trước mặt mình yên lặng làm lễ tạ lỗi, liền hiểu. Trên đường về, ông nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng đã đoán trước, xong đúng lúc này, lòng vẫn nhảy đánh bộp, trùng xuống. Tự dước tự diệt, tự dước diệt vong. Ông lầm bẩm thần thái ảm đạm. Thúc thần Huy vẫn im lặng. Ý cậu ta muốn gì? Một lát sau, Hiền Vương nén tâm tình rối loạn, thấp giọng hỏi. Định dùng ngày mừng thọ Thái Hậu và dùng hộ quốc để tự tạo loạn, lính gác trong thành vũ hầu phủ cùng phối hợp. Bị cháu giết ngược. Cao Vương không phải em cùng mẹ của Hiền Vương. Mấy năm nay, quan hệ giữa hai người cũng ngày càng xa cách, nhưng trước kia cũng từng có thời gian huynh hữu đệ cung. Hiền Vương biết đứa cháu này của mình, nhìn như tao nhã, thật ra là mũi xác xấu trong vỏ. Cậu ta cũng là đứa duy nhất trong đám hoàng tử của võ đế kế thừa phẩm cách thâm trầm mà bá liệt quả quyết. Võ đế yêu quý người này, ai cũng tưởng rằng là bởi vì người mẹ xinh đẹp và xuất thân tốt, song mỗi một mỹ nhân trong hậu cung của võ đế, phi tử có thân phận như con gái của ngô Việt Vương cũng không chỉ một mình bà ấy. Trong lòng Hiền Vương biết rất rõ, cực kỳ rõ, thật ra võ đế thích đứa bé này ở điểm giống chính ông này nhất. Minh đế, người cháu khác đã qua đời của ông hiển nhiên cũng biết rõ điểm ấy khi lâm trung đã giao phó thiếu đế cho tam hoàng đệ của ngài hiền vương cũng đã âm thầm có chỗ chuẩn bị trước biết rằng nếu cao vương không biết thu lại sớm muộn gì cũng trở thành quỷ tế dưới đao của đứa cháu này đến hôm nay ông đã biết hẳn cũng là lúc chỉ là vẫn không ngờ đứa cháu này bí ẩn bố trí đến cả mình cũng không mảy may phát giác hiện giờ xem ra cậu ta đến khương tổ vọng cầu hôn chính là bắt đầu cuộc phản sát. Hiền Vương cũng im lặng. "Xin Hoàng bá phụ thứ tội cho cháu." Thúc Thận Huy nói. Hiền Vương hoàn hồn, khoát tay, đứng dậy, nhìn cháu thở dài thật sâu, đáp lễ. Nhiếp Chính Vương không cần tự trách chuyện gì, Cao Vương có kết quả hôm nay đều là gieo gió gặt báo. Trái lại ta còn phải thay đại ngụy ta tạ ơn Nhiếp Chính Vương, may mà kịp thời trừ hung, tránh được một trận hỏa loạn. Hiền Vương nghiêm mặt nói. Thúc Thận Huy tiến lên, đưa tay dìu ông ngồi xuống lần nữa. Đa tạ lão thiên tuế thông cảm. Hiền vương biết cậu ta cũng ngóng trong kết quả chuyến đi này của mình, ổn định lại tâm thần, chuyển chủ đề. Điện hạ, về chuyến đi này của ta, xem như không nhục sứ mệnh, đã để lại tín vật, Khương Tổ Vọng nhận lời. Đáp án này hẳn nằm trong dữ liệu của Thúc Thận Huy, y chỉ gật đầu nhẹ, chẳng biểu lộ mảy may cũng chẳng thấy vui mừng. Ngài đưa ra lời cầu hôn, phản ứng của Khương Tổ Vọng thế nào ạ? À? Y chỉ hỏi. Thục quẩn đương nhiên không giấu giếm. Quan sát Khương Tổ Vọng cũng là một trong những mục đích của chuyến này. Ban đầu ta thấy dầu y có hơi miễn cưỡng, cũng không có ý cự tuyệt. Có điều giữa trường xảy ra một việc ngoài ý muốn. Nhiếp chính vương nhìn ông. Con gái Khương Tổ Vọng, vị trường ninh nữ tướng quân kia, hẳn là không muốn, sau khi biết tin, trong đêm không báo mà đi. Khương Tổ Vọng không muốn cho ta biết, cố hết sức giấu ta, dỗ ta vào trong thành ở y bảo nữ tướng quân bị tức giận mà đi thành vân lạc chỗ nhà ngoại đuổi ta xong lại âm thầm phái thân tín đi tìm người hôm ta nhận được tin trong kinh định trước đêm khởi hành quay về lại đi thăm dò khương tổ vọng có thể khẳng định nữ tướng quân không đi vân lạc hơn nữa còn không có tung tích có lẽ bị việc này ảnh hưởng mà thái độ khương tổ vọng thay đổi định từ chối hôn sự ngay trước mặt ta hiền vương ngừng đoạn ta thoáng làm áp lực với y đến sáng sớm hôm sau y lại đến gặp ta thay đổi lời chấp nhận hôn sự có điều ta cảm thấy y đổi ý dường như cũng không phải hoàn toàn là vì nguyên nhân đêm trước ta tạo áp lực hôm đó sau khi ngài đi rồi lại có tin của con gái khương tổ vọng ạ à? hiền vương gật đầu hẳn thế nếu khương tổ vọng thật sự kháng lệnh từ chối hôn sự lẽ nào không phải là loạn mà nhiếp chính vương đang lo nghĩ ta sợ có chuyện ngoài ý muốn hôm đó trước khi về thành đã cho người theo dõi trùng hợp bình minh hôm sau nữ tướng quân lại một mình từ bên ngoài quay về doanh cha con họ gặp mặt không biết nói gì hay là cân nhắc thiệt hơn cuối cùng thuận lợi định hôn thúc thận huy trầm ngâm một lát biết con gái khương tổ vọng đi đâu không ạ à? hiền vương lắc đầu chuyện này ta cũng không biết ông ngó thúc thận huy về chuyện này nhiếp chính vương chớ để trong lòng con gái của khương tổ vọng không phải là nữ tử bình thường bình nghiệp lâu dài làm việc không khác nào đàn ông bỗng bàn chuyện kết hôn khó tránh khỏi phản ứng đôi chút có điều nói ngược lại dù gì cô ấy cũng là con gái sau này trường gặp cháu rồi chắc chắn sẽ hồi tâm chuyển ý câu này cũng không phải làm bác rát vàng lên mặt cháu bao nhiêu thiếu nữ trường an đã bị phong thái của kỳ vương mà ngả nghiêng may mà nhiếp chính vương cực kỳ đứng đắn y mỉm cười khoát tay áo không sao hiền vương chợt nhớ đến một chuyện trước đây ông ít nhiều có nghe dường như cháu mình và con gái ôn ra tình đầu ý hợp, tạo hóa chiêu ngươi làm sao, võ đế đi rồi, mình đế đầy nể trọng y, đến nay nhiếp chính, y gánh vác trọng trách, mọi việc hiển nhiên lấy đại cục làm trọng, chuyện nhỏ như tư tình nghi nữ cũng đành gác một bên. Thiếu một đôi bích nhân trên đời, lão thiên tuế cũng hơi thấy tiếc nuối, thầm than một hơi rồi vứt qua không đề cập nữa, lại nói qua một việc quan trọng khác trong chuyến này. Ta dừng ở nhạn môn nhiều ngày, âm thầm thăm viếng bốn bề, xác nhận trong quân kỳ cương nghiêm túc, chưa từng nghe nói quan tướng các bộ có chuyện kết bè kết cánh. Khương Tổ Vọng và Cao Vương Thành Vương, đúng là chưa từng có thâm giao. Thúc thần huy hô tốt, một tiếng, rốt cuộc thả lòng, cười nói. Thực không dám giấu giếm, Khương Tổ Vọng nhận lời hôn sự đã trong dự liệu của cháu. Điều duy nhất không yên lòng chính là việc này. Vị trí tương lai của ông ấy liên quan đến vận mệnh đất nước, tuyệt đối không thể có sai lầm. Vậy thì tốt rồi. Lần này Hiền Vương ra Bắc hai mục đích đã thành, lời đã nói xong, thúc thận huy nghĩ ông tuổi đã cao, đêm cũng đã khuya, nhân tiện nói. "Lão thiên tuế mau về phủ nghỉ ngơi, cháu đưa ngài về." Song Hiền Vương chưa đi, "Chờ chút, ta chờ nhiều ngày vậy, liên quan đến con gái nhà Khương gia cũng thu được ít tin tức." Không đợi ông cháu đáp lời, Hiền Vương tự thao thao bất tuyệt nói. "Khương Tổ vọng thiên chiến, là nữ nhưng cũng rất có phụ phong phong thái của cha." Tuy là phận gái, song ta thấy, trong quân doanh, từ trên xuống dưới, không ai coi đấy là lạ. Binh sĩ đề cập đến đều dùng danh hào trường ninh tướng quân để gọi với kính trọng từ đáy lòng. Dẫu đến giờ ta chưa thể nhìn thấy mặt, nhưng mấy lời rảnh rỗi trong kinh đồn đại cô bé này là sói cái hóa thân thật hoang đường vô cùng. Có điều, ta đúng là có nghe nói, cô bé cũng có tí nguồn gốc dính dáng đến sói. Nghe nói khi còn nằm trong tã lót, ra ngoài cùng mẹ, trên đường gặp bất hạnh ngoài ý muốn, mẹ mất, còn cô bé gặp cơ duyên xảo hợp, cũng là trời cao rủ lòng, được sói cái cho bú giữ được cái mạng, sau được tìm về. Nhưng cũng chỉ thế thôi, còn mấy chuyện khác, ắt là vì xưa nay hiếm có nữ tướng quân, vài người vô tri rốt nát chưa từng thấy mặt cô bé vô căn cứ gán ghép, đồn bậy bả thôi. Dù trong lòng thấy đáng tiếc cho cháu mình và con gái ôn ra, nhưng đã muốn cưới Khương nữ, bất kể dự tính ban đầu của hôn sự này là gì, thân là trường hôn, Hiền Vương cũng hy vọng hai bên tương lai cầm sắt sao hòa minh, dĩ nhiên muốn giúp Hương Nữ làm rõ. Sao cặp chim cùng hót ca vang. Lão Thiên Tuế nói cực kỳ phải. Phí Tâm. Thúc Thận Huy cười nói. Hơn nữa, Lão Thành chủ ông ngoại cô ấy năm ngoái qua đời. Lúc ấy Điện Hạ dùng danh nghĩa bệ hạ cố ý đưa đến ai sách sao, Phúng tứ mã thất cúc mạch bố quyên sao sao. Thêm ra hiệu, tỏ ân đức triều đình, hẳn Điện Hạ còn ấn tượng tình cảm khương nữ và phía nhà ngoại rất đượm ta nghe nói khi ấy cô bé muốn đi vân lạc cúng tế lão thành chủ nửa đường được vời về chẳng có chút chuẩn bị gì với hôn sự này hẳn là nguyên nhân mà mới đầu cô bé không muốn sao quyền điếu tưởng niệm sao sao ban ngựa ghê lúa mạch vài lụa phúng điếu cháu hiểu y vừa cười nói giải thích đến đây hiền vương bỗng nhớ đến một tin tức khác chuyến này ông nghe được nghe nói trong thành Vân Lạc có một tỷ khưu trẻ tuổi đi Tây Phương rồi về, là trước đệ tử cao tăng, từng gặp rủi ro rồi được nữ tướng quân cứu, mang về trong thành, sau đấy nhà sư kia ở lại nơi đó, cho đến nay chưa hề rời đi. Này cũng không có gì, vấn đề là, nghe đồn nhà sư ấy bề ngoài Anh Tuấn, được nữ tướng quân thu làm trai lơ. Mỗi lần nữ tướng quân đi Vân Lạc, đều tìm vị sư trẻ ấy, còn có người từng thấy nữ tướng quân ngủ lại. Nhưng người của thành Vân Lạc chẳng hề xem chuyện này là lạ cứ như rằng cho dù là thật cô ấy con nuôi trai lơ cũng là đương nhiên lão thiên tuế còn gì khác muốn nói à hiền vương đang ngây ra chợt nghe đứa cháu hỏi tỉnh táo lại thoáng trần trừ một chốc vốn ông định giấu chuyện này không đề cập đến tránh vô căn cứ mà đâm thọc Xong lại nghĩ nếu sao thằng bé biết trái lại càng thêm không hay muộn không bằng sớm vốn để xem thông ra vẫn nên rõ ràng tốt xấu thế nào cứ để thằng bé biết toàn bộ để còn ứng đối Vậy mới ổn thỏa. Còn gì à, chỉ là, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thuốc thần huy nhìn ông. Lão hiền vương húng hắng ho. Ta còn nghe nói, ở Vân Lạc, có vị hòa thượng từ Tây vực trở về, lúc trước từng được nữ tướng quân cứu, rồi thì hai người sau đó có qua lại. Điện Hạ cũng biết, vào trong mắt người đời, khó tránh khỏi nghĩ hướng khác. Xong, theo ta thấy, mấy tin đồn như này, cũng như bảo nữ tướng quân là sói cái tin đồn thất thiệt, hầu hết là tin vịt. Nhiếp chính vương quả nhiên hào phóng cực kỳ, nghe xong thần sắc chẳng mảy may biến hóa, chỉ bảo biết rồi. Đa tạ hoàng bá phụ chỉ điểm, chuyến này ngài thực sự vất vả. Cháu tiến ngài. Y đưa hiền vương đến cửa cung, vốn định tự mình đưa ông về vương phủ xong hiền vương không cho phép, bảo y lập tức đi nghỉ ngơi, không thể vất vả quá mức. Thúc thận huy thưa vâng, dừng ở ngạch cửa, đưa mắt nhìn đám xe ngựa hiền vương trở về, xoay người vào trong. Bóng đêm sâu thẳm, y chắp hai tay sau lưng, một mình chậm chậm bước trong con đường hẻm giữa hai bên thành cung cao mất song song tĩnh mịch. Lý Tường Xuân dẫn tiểu hầu sách đèn lồng, lặng lẽ theo sau, biết y đang lo nghĩ, không dám tới gần sợ quấy giày. Cứ thế đi đến cuối đường, chợt thấy y dừng bước. Lý Tường Xuân bước vội đuổi tới, nghe nhiếp chính vương căn dặn. Hôm nay trước lúc nghỉ chiều, ông cho gọi lễ bộ thượng thư tới Văn Lâm Các gặp ta trước. Lý Tường Xuân chợt hiểu, tin nhiếp chính vương muốn cưới con gái Khương thị Xôn Sao đồn đãi trước giờ, đến đây đã định. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.